何? Hello, xin chào cô chú anh chị nha. Dạ, hôm nay Temmy tạo có thành viên mới của chú anh chị, anh Ba Đầu Hối. Hello, anh Ba Đầu Hối, xin chào cô chú anh chị nha. Danh gia trai, xin chào cô chú anh chị. Dạ, sẵn hôm nay cô chú anh chị có anh Ba Đầu Hối, em mới nảy ra được ý tưởng là troll con mi của chú anh chị, nhờ anh Ba Đầu Hối trợ giúp. Còn troll sao á, cô chú anh chị đợi anh Danh gọi điện mi cái, cho mi vô bẫy của chú anh chị. Anh Danh, gọi điện. Đang kiếm số nó nè. À, bây giờ đợi mi bắt máy của chú anh chị coi mi nó có bị dụ không nha. Đâu giờ này không bắt máy chưa quá, từ đi. Hãy nhớ nói sao cho nó tin đi nghe, nói rồi đó. Ủa sáng tạo đi đâu nó có nói em không à? Ủa qua đây mà sao nhậu mới có mấy ly mà nó sao á, nó nổi cái máu gì của nó lên á, cái nó điện thoại cho con nhỏ nào nó nói là bạn thời sinh viên của nó lại đây nhậu đã rồi có mới có mấy ly à, cái nó mượn cái giường của anh, nó vô hai đứa nó vô tổng làm gì hì với tổng. Ai mà biết, anh làm gì biết thời sinh viên của nó làm sao? Ai biết thời sinh viên của nó làm sao mà anh nó dẫn qua nó giới thiệu vậy á, thấy mẹ này cũng mướt mẩm mỉm lắm. Có cái chuyện phá chuyện gì chuyện chứ chuyện hạnh phúc gia đình của người ta mà phá gì vậy? Đang nhậu rồi cái nó nổi cái máu của tâm người nó lên là gì á, cái nó điện con nhỏ nào nó lại dẫn ra đây giới thiệu cho anh nè, nó nói là đây là bạn học thời sinh viên của em nè anh Danh, sẵn nay có dịp chơi có tem mới thì dẫn qua chơi luôn. Thiệt thì có anh Ba Đầu Hối nữa nè. Không tin có tin không tin thì mệt quá đi, chuyện gia đình anh chỉ báo cho em tiếng vậy đó, tin thì thôi. Tốn tiền điện thoại quá. Vậy cho nó mới tức. Nhất định nó sẽ gọi lại nè cô chú. Bây giờ đợi mi thế nào cũng gọi lại. Tắt nghe vậy nó tức lắm cô chú anh chị. Bán tính bán nghi rồi. Cô chú anh chị mình đợi cái nha. Chắc tầm thứ 5-10 giây, 15-20 giây gì đó để nó gọi lại à. Đó, nó như miễu á. Alo. Nghe nè. Có đâu, nó nằm trên giường nó làm đùng sợ sập giường của anh nữa kìa. Không tin thì đi qua đây đi. Qua đây đi. Thiệt á mi, qua đây đi mi. Thiệt á. Anh Danh nói không tin, không lẽ anh nói không tin. Thiệt. Nhỏ này tướng cũng mập đấy đó. Cho gì dẫn qua được biết. Anh mới vô sao anh biết được cái gì, lẽ em qua đây coi đi. Lẹ đi để nó về cái mất. Anh động lực chú anh chị đã cam chứ. Bây giờ hành động lực của chú anh chị. Nhét tàu nhét sạn nha. Có cái này làm sao đây? Đi vô. Đi vô. Làm sao đây? Công nhận con này xấu hơn con kia không? Con dính lên, con dính lên nhanh. Nhẹ kẹt cái nắp nè. Én người đừng dùng rồi. Dung gì nặng nó ôm chết nó. Thôi từ từ còn cắt lại cái nữa. Còn cái này. Con gà. Cái này máy lên kia đó. Tèo lưỡng lợi. Để đây nè, để đây nha. Ôi, tèo lưỡng lợi. Có thời gian đi máng móc nha. Vô lên lâm rặn rồi máng móc. Cái tàu vậy đó. Cởi cái quần ra.
nữa chứ. Quần làm cái thấy trời ơi. Cái này mà quần tây. Không tiêu không? Không quần tiêu. Có quần này không được. Vậy sang cái quần thôi. Ừ, sang quần thôi. Con này bạn có lông. Vậy chân có lông không mà chân giống cái chân không? Quấn cái mệt, quấn cái mệt. Mẹ nó còn đôi nữa. Nhỏ này mang dép dơ quá. Ở cái mùa mỏng mỏng anh ta. Cái gì? Cái mầm mỏng không? Chí gì vậy đâu. Cái tầm chưa tầm. Ta nó tầm tụi mày dân cục. Tầm chín đúng. Giờ mày, bây giờ tầm là nóng chứ không nổi luôn á. Tại nóng á. Bây giờ định đây nè. Kéo cái đó lên. Định đây khi nào con My qua là mình bắt đầu mình. Thôi kéo. Để đây đi. Con My qua là Diễm nha. Con My qua là bắt đầu Diễm của chú chị. Anh nhanh bây giờ. Xấu vậy. Ôi ra mồ hôi. Thấy này vẫn ngạt mắt nữa. Nhanh nào phải canh đi. Nó mà đã đợi mùa chứ là chết tao luôn. Cái túi xe rồi. Làm lao phải tôi đi. Làm phải đứng ngay rồi hãy tôi đi. Nó tới là con chú anh chị. Bạn sinh viên anh. Thôi, có gì từ từ nói. Bạn sinh viên nào đó đi học tới Sài Gòn á, bạn sinh viên anh lâu đó về quê anh dẫn qua anh cho anh chơi thì nó nằm nó nghỉ thôi đâu có gì đâu. Thằng nghĩ mấy người đẹp đó chị. Anh xin lỗi, có gì từ từ nói hả? Có gì từ từ nói. Vợ chồng. Thì sớm anh chỉnh quá từ từ có gì. Có gì vợ chồng thì từ nói. Quá đáng quá. Vợ hỏi anh đi sao anh có làm gì đâu anh vậy anh? Buông ra đây. Vợ con sao anh không được nữa. Vợ con vậy con. Đủ nhỏ đó qua. Dạ sao đi. Dạ. 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 Tôi khuyên mà cứ có gì em từ từ em xuống dưới đi em làm gì. Từ từ em xuống đi. Má ơi tắt gì vô lấy gì nó con ngủ sợ. Có gì từ từ em nói. Em xuống đi buông ra em buông xuống đây là giải thích. Buông ra. Con mày hả? Trời ơi sập giường tôi. Trời ơi.
Nani? Bà đầu hối nè. Bà đầu hối nè. Bà đầu hối nè. Trời ơi trời. Anh ba đầu hối bà. Cứu tôi, cứu tôi. Trời ơi. Bây giờ ai sắp vô nhanh thôi kìa. Ai dạ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Hả? Cái thương nếp này nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình gửi đến đạn nha. Ghê quá cô chú anh chị ơi. Cứu tôi. Vợ đi hả? Vợ trên này nắng nè. Chưa ăn cơm nữa. Ở như bài bài tôi. Có ai ăn được đâu. Có ai ăn cơm đâu. Thằng xe tôi rồi cô chú anh chị.